tụi nó không đánh nhau ha. Này như dưới biển sâu luôn ha, từng luồng đi với nha em hả, nhà nào đi theo nhà đó ha. Ôi bọn cá đuối kìa, ngầu không? Bơi bay ha. Cá đuối này giống như cá đuối cánh vậy đó. Anh nhìn chứ nó xa tí, anh nhìn ngược lên á, hai cái cá đuối mà có cái giống như cái miệng nó chẻ xuống như vậy là cái máy bay của nó bay vậy đó. Cá đuối đó giống máy bay kìa, nó quạt, còn cá cuối này nó ượn lượn nè. Cái kia giống như nó bay vậy nè. Cái rôi cái đuôi nó đánh tao lắm á. Cô có kia bự rồi hiểu. Cái đuôi chùm ha. Nhìn nó dưới lên nhìn giống như cái gì đó. Nè, nhìn ngược lên là anh thấy giống như là nhiều hâu nó đang đi không hả? Ồ. Thấy không? Ồ, nó bay ở trên kìa. Ôi nó tới rồi. Nhưng mà đi ra ngoài hết thời gian nó lâu ha. Bây giờ đây quay tới giờ trưa rồi đó. Thôi, 2 giờ trưa rồi. Tụi nay mình coi được bao nhiêu thứ. Ha, ở nhà tôi hay tới ăn trưa rồi. Đây đi coi hết được quá trời ha. Cá đuối ghê ha. Trời ơi, cá kiếm kìa. Ôi, cá kiếm kìa. Trời. Kìa, coi cá kiếm kìa. Nè. Ủa, nó đâm kìa. Ôi, con này lên kìa. Sao nước này nó đục em hả? Như kiểu nó có sinh vật ở trong á. Anh nghĩ nó cứ phải thải nước biển như hoài ha. Thay nước biển như hoài. Kìa dưới kia bọn kia nằm ngủ dưới kia luôn kìa.